Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay tối mùng 1 dòng sông Lam đã ra đồng ngoại, ra đồng phở ở Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Cầm bố, con gái cầm bố đăng. Bố mà đăng thì bố xin phép con chứ. Sao thế? Đăng cho em xem. Hôm nay ngày 1 rồi, ngày mai ngày kia là hết Tết. Hôm nay ra lần ngoại chúc Tết ông bà ngoại, bố mẹ vợ. Đây là nhà của bố mẹ vợ. Đây, ông nhảy, ông cắt rất công phu. Cái này cái sung ấy. Cái sung mà cắt tỉa rất đẹp. Còn cái này là cái xanh. Đây là cây mai. Mai phát tài phát lộc. Bên kia là cái quất. Đẹp không? Quý diệu quý đấy. Bà Thủy. Sáng quá. Mai Tết có mai có đào, đào trồng ở góc ngõ kia sau cái sung, đây là cái quất. Xin chào Dễ Út. Cây mai ông trồng và ông chăm sóc. Lúc đầu thì mua cả cây xong rồi về chơi hết Tết thì mang ra vườn xong trồng và hoa nở rất đúng vụ, rất nhiều nụ còn chưa nở và dự kiến mấy ngày tới sẽ nở tiếp. Đây là cái quất này thì mới mua mới xong. Ở quê có cái phong tục rất hay, đó là ngày Tết là bao giờ cũng trước bàn hai cạnh bàn thờ ấy, trước cạnh bàn thờ bên trái bên phải đều dựng hai cái mía với ý nghĩa rằng đây là cái gậy để cho các cụ lớn tuổi, đã khuất núi và có cái gậy để chống mỗi khi về với con cháu đón Tết. Đây là cái đào ông trồng trong vườn. Cái đào này lúc đầu là cũng mua cả nguyên cây, xong rồi về chơi hết Tết thì ông lại mang ra vườn ông trồng, đến bây giờ vẫn ra hoa đúng dịp Tết. Đây, trẻ con đang chơi cùng con chó. Ngoan nha, con chó ngoan chưa? Con chó muốn uống nước à? Đăng đây phải xin phép. Chị đâu con? Chị đâu? Đi vali. Xe ra Tết bố chuẩn bị vali để đi Hà Nam mà.
Sao mà chó chó nhiều thế? Ngày Tết chỉ là béo trẻ con thôi. Người lớn thì vất vả lắm. Đấy, cho ăn bánh ăn kẹo ấy. Người thì chưa có mà ăn thì cho chó. Hả? Đấy. Tết ở ngoài này thì cũng nhiều pháo hoa lắm. Nhưng mà năm nay nghe nói là ít hơn so với lượng pháo hoa ở trên Nam Đàn, thì Nam Đàn nhiều gấp mấy lần Tết năm nay. Thôi. Chào quý vị nha và các bạn nha. Chúc quý vị và các bạn một ngày một Tết thật là vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Được sang ngày 12, ngày 13 hết Tết và ngày 14 trở đi lại lo toan công việc thường ngày. Và chúc quý vị một năm luôn gặp nhiều điều may mắn. Cây sung này ra tài vũ tài đầy ra nhiều tiền quá nhờ, cần phải không còn cướp đấy. Chà, tiền lì xì nó mới đấy, kinh. Thế của Quyết được mấy trăm? 2 triệu mấy. 2 triệu mấy cơ, kinh nhờ. Thế của anh Tú bao nhiêu? Góp lại của con được cả thằng Ken góp lại hả? Chà này. Nhiều tiền thế, bọn trẻ con nó làm cái tiền. Chà này, đẩy ra lọc tiền thế. À, có bánh mật à? Có, hấp hàng đi. Chà, đẩy ra Ken. Bem được bao nhiêu? Con được bao nhiêu? Con được bao nhiêu? Nó chào ai à? Thiệu với khán giả nha, đây là bánh mật này, một đặc sản nổi tiếng của xứ Nghệ. Bánh mật được làm từ bột, không phải bột gạo mà bột mì, nếp. Đây là bột nếp. À, và nấu trong bột mía, thả chim trong bột mía, ăn ngọt lắm, ăn vị ngọt của bột mía và vị bùi của đây. Xin mời quý vị xem bánh mật nha.
ngọt lắm. Chạy cái chạy cái thằng tú chạy khắp nơi đấy, lên người áo gần không? Con xong rồi cũng rồi áo của nó. Chỗ mà ăn đâu? Áo có bẩn không? Ngồi xuống chỗ mà đi. Tại làm gì đấy? Chết thật. Ăn uống cứ vắt chảy lung tung như này thì mật mà nó rơi ra dần đây là tối kiến nhiều lắm. Bánh mật đây đặc sản quê xứ nghệ. Mời quý vị nha. Anh Quyên ăn mật. Đây. Anh Duyên chỉ chống mút thôi chứ không ăn à?